Rồi, xin chào cô chú và anh chị em rất là thân mến. Thì bây giờ em đang chuẩn bị cái công tác để mà coi như là chút xíu em đưa vợ và các con đi về dưới quê chơi nghỉ lễ mấy ngày mọi người ạ. Đó, thì trước mặt ở đây là em đang chuẩn bị cho một cái con chim hút mật 5 màu ha. Đó, cái con chim hút mật 5 màu nè. Bây giờ em chuẩn bị em sang nó qua bên cái lập như này để chút xíu nữa. Chút trưa trưa đó em đi về dưới quê cái rảnh cái mình đi bẫy 5 màu rồi chơi ha. Đó thì trước tiên á là khi mà chim đi xa thì em chuẩn bị cho nó cái trái nho nè. Đó, nho ở đây là nho Mỹ nha. Và cái tiếp theo nữa là em sẽ bổ sung cho nó thêm một ít cái vitamin đó, một cái vitamin nha. Đó, em bổ sung cho nó thêm cái vitamin để cho nó khỏe mạnh. Đó, trên cái đường mình đi nó không có bị mất sức đó và không có bị lạ. Cái thứ nhất là lạ cái chỗ đồ này nó khỏe thì nó giống như mình vậy thôi. Mình đi xe mình yếu yếu trong người là mình dễ bị say xe hả, thì chim cũng vậy, nó khỏe mạnh thì nó đi nó không có bị vấn đề gì hết đó. Rồi vì sao mà em quay cái clip này anh chị em biết sao? Trước khi em đi chơi hay là em đi đâu vậy, em sẽ làm một cái mini game cho anh chị em mình. Đó, anh chị em đợi xíu nha. Em sang cái con hút mật 5 màu này qua bên cái lập xong rồi em sẽ bắt cái con chè lửa, phải nói hàng rất là độc đó, để mà làm cái mini game cho anh chị em mình ha. Thì cái mini game ngày hôm nay á thì hôm nay hình như là đại Bình Dương nha. Đó, hôm nay là xổ số đại Bình Dương, anh chị em chịu khó đoán đoán giùm em ba cái số ngẫu nhiên của giải đặc biệt xổ số đại Bình Dương nha. Đoán trúng em sẽ tặng con chích chòe lửa, phải nói hàng rất là độc. Hàng này coi như là em để làm mini game chứ em không bán nha. Nếu như mà em có nếu như á nếu như khoan khoan để em ngừng cái clip này đi, chút xíu em sẽ nói tiếp nha. Để chút xíu em bắt chim ra em review cho anh chị mình xem rồi em sẽ nói tiếp nha. Bây giờ em sẽ sang cái con này qua bên cái lập rồi đó. Rồi dụ mãi thì cuối cùng nó mới chịu sang mọi người ơi. Rồi thôi giờ đỡ, để cho anh chị em mình đỡ mất thời gian thì hôm nay em sẽ review cho anh chị em xem. Cái này em làm mini game nha anh chị em nha. Em làm mini game đó tặng cho anh chị em ha. Thì trước tiên là trên tay em đang cầm một cái con chim chích chòe lửa, nó rất là ngộ nha. Hai cái móng sau của nó trắng tinh à. Anh chị em thấy không, hai cái móng sau trắng tinh, chim này gốc bên Nam Cát Tiên ha, có cái móng này nó hơi đen nè, cái móng này lại nó lại đen thui à, đây nè, đây đó, cái móng này thì nó lại đen thui. Con này nó rất là ngộ mọi người ha, chân hồng móng ngà. Đó, đây nè, để em đem ra chỗ sáng sáng này em quay cho anh chị em mình xem con này đuôi tôm rất là đẹp luôn nha. Cái con này nó rất là độc nên chị em nha, rất là độc lạ Bình Dương luôn. Này độc lạ Gò Vấp này chứ không phải độc lạ Bình Dương. Anh chị em thấy cái cánh của nó không? Cái cánh này là cái cánh của chim dạng như chim tơ mới lớn á. Thì anh chị em thấy không, ở trên mạng á, thường là anh chị em để ý nè, đó đây nè, cái cánh của nó gợn 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 sóng vẫy cá là rất là trắng đẹp ha. Nhưng mà anh chị em á thì theo em khuyên nhá, những cái lông phèn như thế này nè thì anh chị em ở trên mạng á thì mua á, dễ bị lầm nha. Tại vì tùy theo người ha, có người thì người ta thiệt tình người ta nói ở cái lông này lông phèn, có nhiều người thì người ta kêu là dạng như hàng đột biến đó. Đây nè anh chị em thấy cái cánh của nó không? Cánh nó gợn 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 lên nè. Đó, thường ở trên mạng là mấy ông bán hàng mấy ông hay nói là hàng đột biến, giờ buôn bán lừa gạt nhau ghê lắm mọi người. Rồi đó thì để em túm nó gọn gọn lại như thế này cho anh chị em mình xem cho dễ thấy nè. Đó thì trong cái quá trình mà anh chị em ở trên Facebook á, thường là người ta hay nói là những cái con này là hàng đột biến nè. Đó, nhìn cái cánh rồi này nọ nó gợn gợn lên ha, kêu hay nói là hàng đột biến, nhưng mà thực ra nó không phải nha mọi người nha. Cái hàng này là cái con chòe lửa chim mép nha. Đó, anh chị em thấy không, chim mép đó. Vì sao mà em nói là em làm cái mini game này cho anh chị em mình là để giải thích cho anh chị em mình, tại do là biết sao không? Em ở trên Facebook á, Facebook thì cũng khá là nhiều người biết đến em đó, cho nên là em cũng xem một vài cái thông tin của vài cái anh mà bán chim ở trên Facebook á. Đó, mấy anh kêu là ủa hàng này
bông rồi này nọ các kiểu ha, bán giá mấy triệu mấy triệu. Ủa, nghe giật mình giật mồng đó. Em ở đây em làm cái mini game tặng cho anh chị em thôi chứ không có bán nha. Đó, hàng này không bán, tặng cho anh chị em đó. Anh chị em chịu khó nhớ nha, đó đi mua đó. Mà để ý nha, ở trên Facebook mà người ta bán những cái con như thế này là cái con chim mét nha, chứ không phải chim bông nha. Đây nè anh chị em thấy không, bầu đầu có trắng hết luôn nè, trắng mà gợn 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 lên luôn nè. Đó anh chị em thấy không, đó kể cả cái lưng của nó nè. Nhưng mà em thưa với mấy anh chị em, không phải là hàng đột biến, không phải là chim bông nha, cái này là cái con chim mép thôi. Nó là cái lông dạng như lông chim tơ, nó chưa có già lông đó, thì nó chưa có đen thôi, nó gợn lên như thế này nha, chứ không phải chim bông nha. Đó thì cái con này nè đuôi tôm rất là đẹp nha. Đó cái con này em làm mini game cho anh chị em nha. Đó giống như hồi nãy em nói với mấy anh chị em á, đó đoán giùm em ba cái số cuối của giải xổ số Đài Bình Dương nha. Đó con này mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, không có lỗi gì hết nha mọi người nha. Đó cái này là nó hơi bị chảy tí xíu rồi, do thằng em nó nuôi ít bữa nó gửi lên cho em á, nó bị chảy tí xíu thôi, chứ còn ngoài ra là không có lỗi gì hết. Đó móng mỏ tay chân là đầy đủ ha. Làm mini game cũng phải làm một cái gì đó phải nói là cho nó ấm lòng mọi người, chứ làm mini game mà đem chim lỗi ra làm thì không nên làm ha. Đó rồi, chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Chúc cô chú và anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là nhiều sự may mắn trong cái ngày mới nha. Chúc mọi người có một cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình cũng như là bên bản thân bạn bè. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại nha.